Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những địa phương phát triển mạnh mẽ của miền Nam Việt Nam, nổi bật với GDP đầu người cao và thế mạnh về logistics và du lịch. Trong đó, Phú Mỹ đang được định vị là thành phố cảng trọng điểm của miền Nam, với cụm cảng Cái Mép Thị Vải có tốc độ tăng trưởng lưu lượng hàng hóa đều đặn 30% mỗi năm trong 5 năm qua. Hơn nữa, Phú Mỹ có 9 khu công nghiệp và 3 cụm công nghiệp đang hoạt động với diện tích gần 5.000 ha, thu hút nhiều dự án đầu tư cả trong và ngoài nước. Mặc dù có tiềm năng lớn và vị thế kinh tế tương đương với các thành phố vệ tinh như Incheon của Seoul hay Yokohama của Tokyo, thị trường bất động sản tại Phú Mỹ vẫn chưa thực sự nổi bật. Tuy nhiên, sự xuất hiện của dự án Phú Mỹ Estates bởi Vinalivin có thể là bước khởi đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản tại đây. Với những tiện ích cao cấp và mô hình Vinalivin Lifestyle Club, dự án này hứa hẹn mang lại những giá trị mới và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Phú Mỹ, với vị trí chiến lược và những dự án tiên phong, có tiềm năng trở thành một trong những khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất phía Nam trong những năm tới. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ càng thúc đẩy tiềm năng này, biến Phú Mỹ thành một Midtown thực sự với kết nối giao thông thuận tiện đến thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực du lịch lân cận như Hồ Tràm. Tại sao nên đầu tư vào dự án Phú Mỹ Estates? 1. Khu nhà ở an ninh khép kín đầu tiên tại Phú Mỹ, đảm bảo an toàn và tiện nghi cho cư dân. 2. Chủ đầu tư uy tín Vinalivin thuộc tập đoàn Vinacapital hàng đầu tại Việt Nam với nhiều giải thưởng quốc tế, cam kết chất lượng và uy tín. 3. Vị trí chiến lược, trung tâm thành phố Phú Mỹ, mặt tiền đường Hắc Dịch, Tóc Tiên, giao thông thuận tiện với các tuyến đường huyết mạch, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, quốc lộ 51, đường Hắc Dịch, gần sân bay quốc tế Long Thành 33 phút, cảng 25 phút, thành phố Hồ Chí Minh dưới 1 giờ và thành phố Vũng Tàu 50 phút. 4. Tiện ích đẳng cấp, cư dân được sử dụng các tiện ích như sân golf, gym, yoga, spa và trung tâm giải trí, mang lại cuộc sống tiện nghi và thoải mái. 5. Thiết kế tối ưu, biệt thự 4 tầng thiết kế phù hợp cho nhu cầu ở và nghỉ dưỡng, tối ưu không gian và tiện ích. 6. Quản lý chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng dịch vụ và vận hành hiệu quả. 7. Pháp lý hoàn chỉnh, sổ hồng đã có, đảm bảo quyền sở hữu và tính minh bạch. 8. Cơ hội đầu tư sinh lời cao, tiềm năng cho thuê và phát triển lưu trú hấp dẫn. Đối tượng phù hợp với dự án Phú Mỹ Estates, những người cần một dự án đầu tư pháp lý đầy đủ, khả năng sinh lời cao. Người đang và có dự định sinh sống tại Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Chuyên gia cấp cao thường xuyên công tác tại Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh dài ngày, ưu đãi đặc biệt, chỉ với 4,2 tỷ đồng, sở hữu ngay biệt thự 4 tầng tại trung tâm thành phố Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Đóng tiền trong 36 tháng, một cơ hội không thể bỏ lỡ để sở hữu ngôi nhà mơ ước. Hãy tận dụng cơ hội này. Hotline tư vấn chi tiết 0917 999 526.